5 bí quyết giúp con ăn ngon và cải thiện tình trạng biếng ăn ạ. Thứ nhất đó là mẹ, cha mẹ cho con ăn đúng độ tuổi, ăn từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ một thực phẩm đến đa dạng thực phẩm. Và khi mà cho con ăn dặm á, thì cha mẹ sẽ cho con ăn cả nước lẫn cái. Thường thì cha mẹ chỉ có thói quen là cho con ăn nước bỏ qua phần cái. Như vậy là phản khoa học mẹ nhá. Trong phần cái thì có rất là nhiều chất xơ. Khi mà mình bỏ đi chất xơ như thế thì con sẽ thiếu hụt một lượng chất xơ rất lớn. Thứ hai đó là tạo niềm vui hứng thú trong ăn uống. Cha mẹ hãy tôn trọng sở thích, khẩu vị của con. Không nên tách con ra khỏi bữa ăn của gia đình. Bởi vì khi mà bé tham gia bữa ăn cùng với gia đình, các thành viên trong gia đình đều ăn ngon này, ăn hết khẩu phần của mình, thì bé sẽ cảm thấy hứng thú và thích ăn này, bé sẽ ăn ngon và hết khẩu phần của mình. Và thứ ba đó là cho con ăn đúng thời gian biểu, hạn chế tình trạng ăn vặt và cho uống nước trước bữa ăn. Như vậy là bé sẽ cảm giác no và bị đầy bụng, và khi đến bữa ăn chính thì bé sẽ không còn cảm giác là ăn ngon miệng nữa, và từ thế là cái bữa ăn của con sẽ không được ngon, con không hứng thú với bữa ăn nữa. Và thứ tư đó là hạn chế xoa nạt rồi bắt ép rồi các hình phạt trong bữa ăn đối với con nhé. Bởi vì như thế thì lâu ngày con sẽ có một cái tâm lý là sợ sệt, sợ đến bữa ăn và cảm giác còn con là ăn không ngon miệng nữa, lâu ngày là sẽ dẫn đến là biếng ăn tâm lý ạ. Thứ năm đó là khi mà con đã biếng ăn trên một tuần đó, thì mẹ hãy bổ sung cho con thực phẩm để giúp con ăn ngon hơn, bổ sung dinh dưỡng cho con nhé. Và một loại siro ăn ngon baby lớt, đây là một cái loại siro giúp cải thiện vị giác của con này, con kích thích vị giác, giúp con ăn ngon miệng hơn và ngủ ngon, tiêu hóa khỏe hơn mẹ nhé. Trong siro thì có các thành phần như là kẽm này, lysine, sữa non và yến xào, thì sẽ giúp cho kích thích vị giác và con ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn. Và đặc biệt trong này có cả thành phần D-enzyme thì giúp cho hệ tiêu hóa của con khỏe hơn, con hấp thu tốt và từ đó hấp thu được dinh dưỡng, những cái dưỡng chất mà con ăn trong bữa ăn đó, thì từ đấy con sẽ lên ký đều. Với một người mẹ đã từng có con biếng ăn, táo bón, khó ngủ và chậm tăng ký, và nhưng mà nay thì bé đã cải thiện rất là tốt, em khuyên chân thành các mẹ là hãy một lần cho con trải nghiệm dòng sản phẩm Chiron Ngon Baby Lớt này nhé. Inbox ngay cho em là số 0976234605 để được tư vấn ạ.